mà các bạn tới với Cam Tâm, các bạn hỏi một cái chắc chắn ai cũng sẽ biết cái nhà thờ ở phía sau của Huy. Đây, đây là một ngôi nhà thờ cổ hàng trăm năm tuổi rồi. Và được người dân ở đây á, rất là gọi với một cái tên thân thiện hơn, đó là nhà thờ gỗ. Sở dĩ nó có tên là nhà thờ gỗ bởi vì tất cả mọi thứ ở đây được xây dựng lên từ gỗ là chính. Và những cái họa tiết này là được người ta điêu khắc thủ công đó. Ở trên đây lúc nãy mình mới nhìn vô tưởng là nó bị nứt, bị rạn gì không à. Ai vậy? Không phải. Đây là những cái họa tiết đó, những cái hình điêu khắc thừa kiến. Tại vì ở đây là một cái nơi rất là trang nghiêm, cần phải có sự yên tĩnh để mọi người đi cầu nguyện, cho nên chúng ta không thể nào nói chuyện to được đó. Và xung quanh thì mọi người thấy có rất là nhiều những cái bức tranh về bên đạo Chúa, bên cạnh đó là nó treo những cái dây của người dân tộc vậy đó, treo trang trí đó. Giữa những cái khung là có những cái dây nó lồng xuống rất là nhiều màu sắc, nhìn vô nó cũng rất là bắt mắt. Mọi người, hiện tại thì Phạm Huy đang có mặt tại một nơi được mệnh danh là Sơn Nữ Núi Rừng Cam Tâm. Khi mà các bạn tới với Cam Tâm, các bạn hỏi một cái chắc chắn ai cũng sẽ biết cái nhà thờ ở phía sau của Huy. Đây, đây là một ngôi nhà thờ cổ có mặt hàng trăm năm tuổi rồi. Và được người dân ở đây á, rất là gọi với một cái tên thân thiện hơn, đó là nhà thờ gỗ. Sở dĩ nó có tên là nhà thờ gỗ bởi vì tất cả mọi thứ ở đây được xây dựng lên từ gỗ là chính. Với mang phong cách lối kiến trúc cổ điển của Pháp, bên cạnh đó kết hợp với lại lối kiến trúc của người dân tộc Ba Na đó. Mọi người thấy không, rất là đẹp, rất là lạ mắt luôn á. Ngôi nhà thờ gỗ này được một vị mục sư người Pháp xây dựng, bắt đầu khởi công là vào năm 1913 và xây dựng khoảng là 5 năm tới năm 1918 là hoàn thành và được hoạt động cho tới ngày hôm nay. Và đây cũng là một cái nơi mà tất cả các du khách du lịch tới đây tham quan và chụp hình check in ở đây đó. Bên đây á, là còn có một cây nhãn rất là to luôn. Rất là cái cây nhãn này tuổi thọ nó cũng không kém đâu. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong xem thử ở trong nó có lối kiến trúc độc đáo như thế nào nha. Đi. Wow. Ở trên này rất là mát. Phía trước đối diện với lại cái mặt tiền á là hai cây nêu hai bên rất là cao. Và ở đây thì hiện tại thấy có đang trang trí là những cái dây này, không biết ban đêm nó có mở đèn được không ta. Wow. Nè mọi người thấy không? Cái này là bằng gỗ đó. Bằng gỗ xong người ta sẽ sơn đen. Và những cái họa tiết này là được người ta điêu khắc thủ công đó. Ôi, gỗ này cứng ra ha. Đây nè, thấy không? Đây là những cái họa tiết. Những cái họa tiết này thì ngày xưa chúng ta sẽ rất là dễ dàng bắt gặp đó, bởi vì nó xây lâu đời là vậy đó. Đặc biệt nè, đây nè, thấy chưa, nhìn mấy cái ổ khóa nè, nhìn là biết mấy ổ khóa này là cả trăm năm tuổi rồi. Đây không biết là mình có vô được không ta, mình đi một vòng thử coi. Trời ơi, mình mới vừa nhìn vô bên trong thử thì thấy ở trong đây là một cái giống như là một cái cung điện vậy đó, nó nguy nga dữ lắm. Và nó có một cái vòm rất là cao, rất là thoáng đó. Hai bên là những cái trụ gỗ được giống như là trang trí song song nhau, trụ nào trụ nấy là cũng phải cỡ đầy không á. Và bây giờ thì
Hiện tại là chưa có tới giờ làm lễ cho nên mình không có vô cái cổng chính được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi men theo con đường này, chúng ta sẽ kiếm cái lối nào đó, chúng ta vào bên trong để khám phá bên trong có những gì nha. Đi đi đi. Ở phía bên này á là giống như là cái khuôn viên để dành cho mọi người đi nhà thờ chiều chiều tới ngồi trên những cái ghế đá đi lễ. Đó, rồi phía dưới đây á thì thấy có nhiều em bé vô đây là vui chơi giải trí trong đây cũng được luôn á. Đây, mọi người có nhìn thấy một cái điều đặc biệt gì không? Là hiện tại á mình đang đứng là đứng trên gỗ, bởi vì đây là một cái nhà sàn. Đó, đây là một cái nhà sàn lối kiến trúc của người dân tộc Pana. Đó, kết hợp với lại những lối kiến trúc cổ điển của người Pháp. Đây, các bạn nhìn cái cửa kiến là các bạn biết liền rồi, thấy không? Đó, với cái lối kiến trúc này là đó, thấy chưa? Và cái đây là kiến. Ở trên đây lúc nãy mình mới nhìn vô tưởng là nó bị nứt, bị rạn gì không à. Ai vậy? Không phải. Đây là những cái họa tiết đó, những cái hình điêu khắc từ kiến. Nhìn nó cũng rất là nghệ thuật đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiếm nó vô nào. Ở bên kia là có một cái văn phòng á, để họp hành đồ này nọ, cái kiểu là ở trong đó. Cái nơi rất là trang nghiêm, cần phải có sự yên tĩnh để mọi người đi cầu nguyện, cho nên chúng ta không thể nào nói chuyện to được đó. Và xung quanh đó thì mọi người thấy có rất là nhiều những cái bức tranh về bên đạo Chúa treo dọc theo hai bên cái bức tường. Và cái lối kiến trúc ở đây thì đa số bằng gỗ, từ cái trần ở trên cho tới cái sàn ở dưới, rồi ghế, rồi bàn, rồi thậm chí là những cái kệ, rồi cái ghế ở trên đây hầu như là cái nào cũng bằng gỗ. Bên cạnh đó là nó treo những cái giống như những cái dây của người dân tộc vậy đó, treo trang trí đó giữa những cái khung, là có những cái dây nó lồng xuống rất là nhiều màu sắc, nhìn vô nó cũng rất là bắt mắt. Và thậm chí là trên những cái cửa sổ đó, hồi nãy lúc mình đi ở ngoài mình nhìn vô á, mình thấy nó chỉ là một cái màu tráng gương bình thường, nó không có màu sắc gì hết, nhưng mà mình ngồi ở trong đây rồi mình nhìn ra thì mình mới thấy được là nó mới nổi bật lên những cái màu, những cái bức tranh của cái cửa sổ đó. Hiện tại là chuông đã vang lên, là chuẩn bị là rất là nhiều người sẽ vào trong này để người ta cầu nguyện. Hiện tại thì Phạm Huy đang có mặt tại phía sau của nhà thờ gỗ. Và như các bạn thấy đó, ở đây là cái khoảng không của cái nhà sàn, và được kết cấu từ những cái cây gỗ rất là to. Đây là cây gỗ cổ thụ mà dài không biết đây là loại gỗ gì ha. Rồi bên cạnh đó là do có cái khoảng không đó, rồi sau rồi mưa này nó xuống nè, cho nên mọc đây là những cái loại hoa dừa cạn. Tương tự mọc cái này đâu ai trồng đâu. Và bây giờ kết thúc chuyến tham quan nhà thờ gỗ tại đây. Bây giờ Phạm Huy xin mời tất cả mọi người cùng với lại Phạm Huy, chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm một cái địa điểm hay một món ăn nào đó trong chương trình Đi Đu Đi Đâu. Bây giờ đi nha. Đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và share nếu bạn thấy hay, và để lại ý kiến của mình dưới phần comment của video nhé. M Channel sẽ tham khảo ý kiến của bạn.